Xuân Mậu Thân năm 1968, cuộc tổng tiến công của quân và lợi thế của toàn nhân dân Việt Nam, một trận chiến có ý nghĩa lịch sử trọng đại, một mốc son chói lòa trong lịch sử cách mạng giải phóng dân tộc. Trong cuộc chiến hào hùng ấy, có một lớp thanh niên coi tương lai của dân tộc là tương lai của chính mình, sẵn sàng dấn thân, chấp nhận hy sinh để đổi lấy độc lập, tự do cho đất nước. Họ là thế hệ anh hùng của một dân tộc Việt Nam anh hùng. Với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, lớp lớp thế hệ đoàn viên thanh niên đến bước đi lên đường kháng chiến, mạnh mẽ, kiên cường và luôn giữ vững tinh thần lạc quan với niềm tin bất diệt vào chiến thắng. Họ là những đoàn viên thanh niên sẽ dập Trường Sơn đi cứu nước và lòng phơi phới về tương lai. Những lời ca tiếng hát được cất lên trong những đêm con ngủ, âm vang truyền đi trong màn đêm như một lời hiệu triệu đồng viên nhau cùng quyết tâm chiến đấu, như một lời kêu gọi đầy dục dã. Vậy mà đi, đồng bào ơi, vậy mà đi. Thank you.